Tôi xin lỗi, tôi không biết là anh có việc riêng. Tôi chỉ muốn qua nhắn giúp San là San đã cầm nhầm điện thoại của anh về Hà Nội thôi ạ. Chỉ có thế thôi ạ. Tôi xin phép. Khoan đã. Hai đứa nhỏ ngủ chưa? Rồi ạ. Tôi vào với chúng ạ. Đi dạo với tôi nhé. Sao cơ ạ? Tôi muốn chỉ cho em thấy ngôi sao mà tôi thích nhất. Đẹp nhất, sáng nhất và cũng dịu dàng nhất. Đó là ngôi sao Khuê. Chị là người làm luật. Về cơ bản, chị không có bất cứ một xung đột gì trong công việc làm ăn với chồng cũ của em cả. Cái anh ta nợ chị là mạng người, là mạng sống của em gái chị, là đứa con trong bụng em gái chị. Dạ, em vừa ở bệnh viện về, đã gặp trực tiếp người nhà bệnh nhân. Dạ, trộm vía tình trạng ngộ độc không quá nghiêm trọng. Vâng, vâng. Em cũng đã đề xuất là toàn bộ chi phí bệnh viện chúng ta sẽ chi trả hết, ngay kể cả chưa có kết luận chính thức về chất lượng bánh. Dạ, vâng, vâng, vâng. Có tình hình gì em sẽ báo ngay ạ. Dạ, em chào anh. Chị cảm ơn. Dạ, vâng. Chị ơi, không xong rồi. Bên người nhà bệnh nhân đã đồng ý gỡ bài trên Facebook. Các bài chia sẻ cũng đã biến mất. Nhưng mà bên báo chí đã kịp chụp lại màn hình bài viết đó. Hiện đã lên bài báo mạng rồi chị ạ. Hai em bé nhập viện sau khi ăn bánh sữa.